Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hà Nội Academy. Hôm nay chúng mình cùng tiếp tục học từ vựng tiếng Việt về gia đình nhé. Chào các bạn, lại là mình đây. Mình tên là Linh. Hôm nay mình rất vui khi được giới thiệu với các bạn về bố của mình. Bố. Đây là bố của Linh. Đây là bố của Linh. Bốn mươi tuổi. Bố mình 40 tuổi. Bố mình 40 tuổi. Bác sĩ. Bố mình là bác sĩ. Bố mình là bác sĩ. Đá bóng. Bố mình thích đá bóng. Bố mình thích đá bóng. Bơi. Bố dạy mình bơi. Bố dạy mình bơi. Công viên. Bố thường đưa mình đi chơi ở công viên. Bố thường đưa mình đi chơi ở công viên. Chơi xích đu. Mình rất thích chơi xích đu cùng với bố. Mình rất thích chơi xích đu cùng với bố. Yêu. Bố yêu Linh. Bố yêu Linh. Cũng. Linh cũng yêu bố. Linh cũng yêu bố. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hà Nội Academy luôn đồng hành cùng bạn trên chặng đường học tiếng Việt.